Đây mình chụp ba tim để nhặt rác luôn nè, các bạn thấy sang nghe chưa? Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vân MTMN. Chủ đề của kênh mình là chơi game và bình luận vui trong trò chơi. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình thì cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Tam giác là tác giam, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh là thiêu cành là thanh kiều. Và nói chung là mình cảm ơn các bạn nha. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn mỗi cách này thì mình thấy là cái này hồi lúc trước là cũng có bạn làm rồi, nhưng mà sau dạo gần đây thì mình thấy nó hot trở lại, đó là chụp ba tên nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chụp ba tên nha, nhưng mà không cần lên xe buýt với lại không cần dùng tới khinh khí cầu nha bạn, dành cho các bạn nào chưa có khí cầu vẫn chụp ba tên được nha các bạn. Ghê chưa. Thì đầu tiên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái dán chuột nha bạn. Thì ở đây là mình sử dụng dán chuột anh đào, cái gì bữa mình mới đổi cho các bạn. Sử dụng dán chuột nào cũng sử dụng được nha bạn, miễn sao có dán chuột là được. Còn nếu như bạn nào lỡ tới chiếc dán chuột rồi thì có thể lại xuống xe đạp để mua nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha bạn. Đây mình lấy cái dán chuột ra và các bạn chuột cho mình một đoạn nha bạn. Mình giữ cái tay ngay cái nút chuột bình thường nha bạn. Sau đó mình thấy một đoạn dài rồi mình sẽ nhấn nhảy lên và bấm tắt cái dán chuột. Đó, như vậy là mình thành công rồi nha bạn. Đây mình chụp bình thường nữa bạn không? Để mình tua chậm lại cho các bạn xem lại lần nữa nha. Mình chụp một đoạn sau đó bấm nhảy lên nha bạn. Cái dán chụp vừa sắp đụng đất là mình bấm tắt liền nha bạn. Đó, như vậy là mình sẽ thành công. Các bạn cũng có thể thử đi thử lại nhiều lần, tại vì mới đầu mình có thể là mình sẽ làm không quen và mình sẽ bị thất bại rất là nhiều các bạn. Thì mình cũng có thử qua mấy lần rồi, thì chừng vài ba lần sau thì mình sẽ làm được nha bạn. Cũng không có đến nỗi khó lắm, quan trọng là mình canh khi mà nó vừa gần chạm đất là mình bấm tắt là ok nha bạn. Chơi cái trò này cũng rất là vui luôn nha bạn. Đây mấy bạn, bây giờ mình sẽ chạy, mình đi khoe với mọi người nè. Rồi bây giờ mình sẽ có thể nhận nhiệm vụ để mình làm nhiệm vụ luôn nha bạn. Thì cái tốc độ này nó đi so với tốc độ bình thường thì nó nhanh hơn nha bạn. Còn so với mấy xe hơi thì thua là chắc rồi, nhưng mà như vậy thì nó rất là vui bạn ơi. Mình có thể chuột như chuột ba tim này nè. Đó, bây giờ mình sẽ làm thử cái nhiệm vụ nhặt rác của cái bác này coi như thế nào nha bạn. Đây mình chuột ba tim để nhặt rác luôn nè, các bạn thấy sang nghe chưa? Thì ngoài cái việc mà đứng trượt ra thì các bạn cũng có thể sử dụng hành động cho của mình có các bạn, để các bạn trượt được luôn nha các bạn. Đây ví dụ như bây giờ mình không thích nằm nữa mà bây giờ mình có thể sử dụng hành động nhảy này nè các bạn. Đó, lắc lắc cái đầu nè, mời mình sử dụng hành động muốn hai cái tay nè các bạn. Đó, mình vẫn cũng có thể trượt ba tên bình thường nha các bạn. Nhưng mà có một điều là các bạn đừng bấm vào cái mũi tên nhảy lên cho mình nha. Nhảy lên là mình sẽ bị mất cái trượt ba tên, mình sẽ phải làm lại nha các bạn. Nãy giờ đứng trượt hoài mỗi chân qua đây đổi kiểu rồi, nó kiểu nằm trượt kiểu em bé nè bạn. Đây mình có thể sử dụng kiểu em bé nằm trượt luôn nha bạn. Nói chung là tất cả các hành động đều mình đều có thể sử dụng được khi mình chụp ở tin nha bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thử một lần nữa với lại ban ngày nha bạn. Hồi nãy ban đêm có thể là các bạn khó nhìn hơn, bây giờ mình sẽ thử với ban ngày nha bạn, cho các bạn dễ canh dễ nhìn hơn. Thì các bạn cũng trượt một đoạn giống như mình nha bạn, lấy dán trượt ra và trượt một đoạn. Một đoạn cỡ tầm đường khoảng như đây nè bạn, sau đó các bạn bấm nhảy lên và bấm tắt cái dán trượt như thế này nha bạn. Đó thì các bạn có thể trượt thành công rồi nè bạn. Rồi ok, tiếp tục bây giờ mình sẽ đi nhận thêm một cái nhiệm vụ hoa anh đào nữa để mình vừa làm nhiệm vụ mình vừa chụp ba tin luôn nha bạn. Đó thì cái này là hình như là nó không có thời gian đâu nha bạn, các bạn có thể chơi từ sáng tới tối, từ tối đến sáng cũng được luôn nha bạn, trừ khi là các bạn bấm cái nút nhảy lên là nó mới bị hết cái chụp ba tin thôi, còn lại thì các bạn có thể đi bình thường. Thì mình có thể là mình nhận nhiệm vụ và mình đi làm nhiệm vụ chụp ba tin được luôn nha bạn, chứ không phải là mình nhận nhiệm vụ nó sẽ mất đâu các bạn ơi. Đây mình cũng có thể ngồi chụp rất là dễ thương luôn nè bạn. Đây bây giờ mình đang chụp, mình lụm những cánh hoa anh đào của cái nhiệm vụ mà hai cái bạn ngồi ở ngay dưới gốc cây anh đào giao nhiệm vụ cho mình đó bạn. Để bây giờ trong đây mình coi còn cánh hoa anh đào nữa không nha. Thì mình mới có lụm được có 5 cánh, còn thiếu 5 cánh nữa bạn ơi. Đây để mình tìm xung quanh vòng vòng ở ngoài đây có không nha bạn. Để mình còn trả nhiệm vụ cho bạn đó và mình nhận thử một cái nhiệm vụ khác nữa, mình xem coi nó như thế nào nha bạn. Thì để xem coi khi mà mình về lại cái thị trấn của mình á, coi nó có còn bị được chuột ba tin nữa không nha bạn, hay là nó sẽ bị mất. Còn thiếu một hoa anh đào nữa thì các bạn tới nên mình chào nên thành ra nó ra cái trạng thái như thế này nè các bạn. Thì vẫn còn chụp ba tin luôn nha bạn, chứ không phải là nó quay là trạng thái bình thường đâu. Thì các bạn có thể bấm vào cái hành động đó, ngồi xuống tiếp là nó sẽ bình thường nha bạn, chứ không sao đâu. Nó mình ngồi xuống tiếp mà bây giờ nó ra khói luôn nè bạn, thấy ghê chưa?
Đây mình đã tìm thấy bông hoa anh đào cuối cùng rồi nha các bạn. Đây ở đây rồi mình sẽ đi trả nhiệm vụ cho hai các bạn ở ngay chỗ gốc anh đào kia. Rồi xong rồi tiếp tục mình sẽ nhận một cái nhiệm vụ nào đó để mình có thể đi ra ngoài bên thị trấn bên kia, mình xem coi khi mà mình đi qua thị trấn bên kia thì có bị mất cái tác dụng chụp party không nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang ở nhân vật cao, bây giờ mình sẽ vào cái điện thoại và mình đổi nhân vật luôn, coi có bị mất cái tác dụng chịu party không nha. Bây giờ mình sẽ đổi cái nhân vật nhỏ nhất nha các bạn. Đó thì nhân vật nhỏ nhất nó có cái hành động là nằm chống tay á các bạn, mình thấy hành động rất là dễ thương nên mình đổi cái nhân vật thử và mình xem coi cái hành động chịu party còn không nha. Đây mình đã đổi thành nhân vật nhỏ xíu rồi các bạn, mình nằm nè. Wow, mình vẫn chịu được luôn nha các bạn. Khi các bạn sử dụng chụp party này á, thì mấy bạn có bạn bè tới thì bạn vẫn chào bạn bè bình thường nha, không bị mất tác dụng chụp party đâu nha các bạn. Trừ khi bấm cái nút nhảy lên thì mới bị hết tác dụng chụp party mà mình phải làm lại thôi. Còn bây giờ thì các bạn cũng có thể dùng hành động hay là nhắn tin hay là chào mọi người đều được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ lại chỗ anh bán xúc xích để mình nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa, để mình xem coi khi mà mình đi xuống hầm, mình đi qua cái thị trấn gần nhà mình các bạn, thì cái tác dụng chịu PT nó có bị mất không nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình đã nhận xong cái nhiệm vụ ở chỗ anh bán bánh mì các bạn. Anh bán mì xúc xích á, là nó kêu mình đi giao bánh gạo các bạn. Đây mình đang chụp party bình thường luôn nha các bạn. Thì mình sẽ giao cho ngay chỗ anh chú Hề nè. Rồi một hồi nữa mình sẽ giao cho chú cảnh sát nè nha các bạn. Rồi giao cho chú cảnh sát xong thì mình sẽ đi giao tới thị trấn bên kia, để mình vào thị trấn bên kia mình xem coi có còn tác dụng không nha các bạn. Đón xem cái cuối video của mình nha các bạn, để xem kết quả như thế nào nha các bạn. Ok, bây giờ mình giao cho chú cảnh sát xong rồi đó bạn. Bây giờ hướng mũi tên nó chỉ mình là sẽ qua thị trấn bên kia nè. Bây giờ mình sẽ bấm trượt xuống thị trấn bên kia nha, coi mình đi vào trên đó thì mình có còn tác dụng chụp bản tin hay là đã mất nha bạn. Rồi các bạn đã nghe tiếng bước chân của mình chưa? Vậy là đã mất rồi nha bạn, mất tác dụng chụp bản tin rồi. Thì nếu các bạn muốn chụp party, chơi chụp party đó thì các bạn chỉ chụp vòng vòng trong một khu thôi. Ví dụ như các bạn đã sử dụng cái gián trượt ở bên khu nhà của mình, các bạn đã chụp party được rồi thì các bạn sẽ chụp trong vòng cái khu nhà mình. Còn nếu mà các bạn khi mà đi sang một cái khu khác á, thì cái tác dụng chụp party nó sẽ bị mất nha các bạn. Cái mẹo chụp party này mình vừa chia sẻ với các bạn là dành cho các bạn nào chưa có khí cầu nha. Còn các bạn nào có khí cầu rồi thì sử dụng khí cầu thì nó dễ hơn các bạn. Thì cũng không phải là khó lắm đó bạn, các bạn thử chừng là 5-10 lần là sẽ làm được nha bạn. Rồi từ từ mình làm quen thì mình sẽ làm được nhiều hơn. Thì cũng có một cái cách nữa là không cần chạy, mà các bạn chỉ cần leo lên xe buýt và lấy cái dán trượt ra và đợi xe buýt chạy một hồi, và các bạn chỉ cần bấm tắt là được. Nhưng mà mình thấy cách đó là đối với mình nó khó hơn sao bạn, tại vì mình cũng có thử mấy lần nhưng mà nó không thành công. Nhưng mình thử cái cách này thì nó lại thành công hơn nè các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay và thú vị, nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi mình ra video mới nha các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau nha. Bye bye.